Ok, hello anh em. Thì hôm nay gửi gãi cũng là mà mò thử cái tool dịch tự động cho mấy con game anh em chơi. Thì những con game tiếng Anh á, nó có rất nhiều từ khó. Một nhất là mấy cái người mà dốt tiếng Anh như tôi thì tiếp cận mấy con game nó hơi bị khó một tí á. Nên tôi cũng mò tìm cái tool dịch tự động mấy game luôn. Bây giờ vô ví dụ là tôi thử con game này nha. Con game này thì gọi là cái con mà đại chiến ngôn từ, hồi đó tôi có làm cái video rồi đó. Anh em nào chưa coi thì có thể coi lại. Thì đây là ví dụ cho con game đó luôn. Thì mấy con game anh em chơi á, nó sẽ có cái đoạn đối thoại như thế này nè. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ quét cái khung này, bắt những cái chữ trong đây và dịch ra tiếng Việt. Thì bây giờ tôi đã có hình sẵn rồi, nên tôi sẽ là dịch thử cái này. Đó, tôi sẽ quét cái khung như thế này nè. Tức là những cái chữ trong cái khung này á, nó sẽ được tự động dịch qua tiếng Việt bằng một cái pop-up bên ngoài, chứ không có dịch thẳng trong game à. Đó, như bây giờ tôi quét nè, anh em thấy không? Nó sẽ hiện ra nè. Các bạn như Master Tang đều dũng cảm nè, cũng đàn ông á. Thì do cái này mà, do cái con game này á, cái chữ nó bị ngắt dòng. Cái như cái câu này không có nhắn ngắt dòng thì nó dịch sẽ chữ nó chỉ hơn nè. Đó, ha ha nè. Thì đó là tôi sẽ cảm ơn bạn thay mặt cho anh Hình Chun là hư ngài nè. Thì như cái chữ bị gắt ngắt dòng như vậy á thì nó có thể là bị lỗi. Thì đây đa số con game là nó không có ngắt dòng gì đâu, tại con game này của Trung Quốc nên nó mới ngắt dòng vậy thôi. Đó, thì bây giờ nó dịch tiếp nè. Tôi không biết là mình đã làm gì đúng được phép chưa thôi Master. Thì bắt đầu dịch mấy câu nữa, thì thử vài câu nữa nè. Nè, xin chen nè, đây không có lựa chọn đúng sai trong lựa chọn của bạn nè. Không có đúng sai trong lựa chọn của mình. Là lúc này mình có thể là lấp liếm cho cái ông hung thủ, bảo vệ hung thủ hoặc là tố cáo ông luôn. Thì mình có quyền lựa chọn hai lựa chọn đó. Nên ông sư phụ mới nói câu này: không có đúng hay sai trong lựa chọn của mình. Xiao Chen là mình đó. Là chúng ta tìm kiếm cái sự thật ở Gipwatcher. Thì nó là tương theo cái lực của thiên đường. Đó. Thì nó dịch coi như là na ná vậy thôi chứ không có chính xác hoàn toàn cho lắm. Thì anh em thấy đây nha. Đó. Mặc dù cái hành động đó thì nó không có mà tương theo nguyên tắc của thiên đường, nhưng mà cái hành động đó vì mục đích cao quý mà thôi. Tức là cái ông sát nhân á, ổng giết người là sai trái rồi. Nhưng mà các bạn, cái hành động giết người của ổng vì một mục đích cao quý chứ không phải tư lợi bản thân. Đó. Mặc dù hành động của họ là bất chấp cái ý định của thiên đường, nhưng ý định của họ là cao quý. Nói chung thì nó dịch na ná thì anh em phải tự tìm hiểu thôi. Nhưng đừng quên cái lựa chọn của bạn ngày hôm nay nè. Tức là cái quyết định do mình thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm thôi. Đó, nhưng bạn không được lên lựa chọn của bạn thực hiện như ngày hôm nay. Dân thưa sư phụ. Đây, cái này thì anh em có hai màn hình có thể dục nguyên cái pop-up này qua bên bển luôn. Khỏi để nó chứa trong game, còn tôi đang quay cái video nên tôi mới nhét vô đây thôi. Chứ thường che mất góc thằng game thì khó chịu đó. Còn anh em hai màn hình anh em dùng qua bánh luôn. Thì tương tự là không phải bắt cái khung này, anh em bắt cái khung chữ nào cũng được nha. Đó, có thể bắt được cái khung trên này cũng được đó nè. Bây giờ tôi quét lại cái khung trên này nè. Thì cái này là phong nó viết tay quá rồi nên nó bắt không được chữ rồi. Rồi xuống lại dưới này đi. Đó. Thì tôi canh nó cho đẹp đẹp để nó đừng có bám viền quá. Đó. Thì ông Tang ông có hứa với tôi rằng ông sẽ không có mà tiếp tục lan truyền cái tin xấu ra ngoài nó không. Đó, vai trò của bạn trong việc hành trình cá nhân của bạn, người anh em phản bội người Tang Cáp. Thì ông này ông mà tình nghi có kẻ phản bội mới giết người xuống tay với người anh em của ông thôi. Mục đích của ông vẫn là tốt. Thì đấy là tôi ví dụ vậy thôi. Thì nãy giờ cho anh em hiểu cái chức năng của nó, còn bây giờ vô cái bước cách làm. Cái này tạm thời tắt đi. Cách làm thì như anh em thấy cái tên phần mềm nó rồi đó, nó là Captool 2 test. Đây, nó đây. Cái này gấp chờ gạt dưới đây nó gì. Thì đây là cái trang của họ, nó chủ yếu là hướng dẫn thôi. Còn anh em muốn tải thì anh em vào đây tải. Tên nó sụp phòng à. Thì phiên bản mới nhất là 4.63 update ngày 19 tháng 3 năm 2022, cách đây là cũng năm rồi. Thì cái tùy phiên bản anh em mà lựa chọn đúng nha. Của tôi là xài Win 64 bit nên tôi tải bản 64 bit nè để dòng lên đó. Thì anh em tải bản này thì dễ nén cài đặt bình thường, cái quá trình đó thì tôi sẽ không nói thêm đâu. Sau khi cài đặt hết cho nó, anh em nhìn góc dưới cái mà góc dưới màn hình á, chỗ chuột coi nè, góc dưới bên phải á, thì nó sẽ có cái icon là cái vạch đó đó, anh em bấm vô chọn setting, chuột phải vô icon nó chọn setting nha, thì nó sẽ hiện ra được cái bảng như vậy.
Thì bên đây nó có cái menu nè, cái quan trọng đầu tiên của anh em á gọi là vô cái phần trên test, cái bằng tiếng Anh anh em sẽ chọn là dịch qua tiếng Việt đó. Thì có dấu cách nha, cái dấu cách thì sẽ có khoảng trắng này, những này thì chọn thôi, anh em nào làm code thì có thể nghiên cứu mấy cái còn lại. Thì phần chọn dịch là tiếng Anh qua tiếng Việt, tiếng Pháp anh em có thể muốn qua tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được thì còn cứ để đây. Thì tiếng Trung thì hiện tại chưa có, thì tôi không biết nó có hỗ trợ hay là anh em có thể cài thêm gì được không. Thì cái này nó sử dụng là sử dụng với Google dịch, cái cấp là cái tab to hay cái tab to test này á, thì nó chỉ là phần mềm nhỏ thôi, được cái nó miễn phí nhưng mà chạy tương đối ổn định, tất nhiên là còn nhiều cái phần mềm dịch khác nữa nên tôi đang dùng thử cái này thôi. Tiếp theo là cái phần hotkey nè, anh em chỉ quan tâm cái dòng chanh led với hotkey này thôi, mấy cái khác thì có thể bỏ được. Cái output này anh em nhớ phải đánh dấu vô cái sâu của Windows này nha, đó để nó hiện ra cái hộp thoại bên đây như nãy tôi dịch đó. Hotkey này anh em quan tâm hai cái đầu, mấy cái khác anh em có thể tự tìm hiểu đi. Thì tôi tập trung hai cái đầu thôi, như tôi set cái phím tắt Start OCR Gap Tool đó là mình sẽ chọn cái vùng dịch đó, tôi nhấn cái tổ hợp phím tắt Alt còn N nè, nó sẽ ra cho mình chọn cái vùng dịch. Thì như nãy còn game nãy thì tôi chọn như này, nó chọn bắt chữ như này. Thì anh em muốn dùng cái phím nào ấy, anh em đặt cái phím tắt đó cho nó gọn. Thì tôi đặt phím Alt N, cái này tí nữa sẽ nói thêm sau. Cái gì cấp tool lát ấy là thay vì anh em mỗi lần xuất hiện cái dòng chữ ấy, anh em phải dịch nó đi dịch lại hoài, thì bây giờ anh em chọn cái dưới đó, thì khi cái dòng chữ chỗ này á, như tôi chọn dịch cái khu này đi đó, anh em sẽ thấy bắt đầu chụp không, chuyển đổi danh sách trắng danh sách đen cái thứ nè, thì nó là cái này đó. Thì khi cái dòng chữ trong cái khung tôi chọn nó thay đổi như chọn xuống này đi, thì anh em nhấn cái tổ hợp phím là Alt M, nó sẽ tự dịch lại cái trong khung này lần nữa. Đây giờ tôi nhấn này nha, đó thì trong cái khung này nè, cái khung nãy tôi chọn nè, trong cái khung nãy tôi chọn cái khung này nó sẽ thay đổi cái chữ nào đó, thì mình sẽ bắt cái chữ đó mình dịch lại lần nữa. Đó là tác dụng của cái hotkey thứ hai Alt M. Nên trong game anh em mà khi nào anh em muốn dịch đó, chỉ cần nhấn tổ hợp phím Alt M thôi, còn muốn chuyển cái khung dịch nó đi đâu đó, thì nhấn Alt N. Thì cái này là tùy phím tắt anh em thích cái nào có thể đặt cái đó. Tại sao tôi đặt hai cái phím này thì bây giờ mới tính qua cái bước nữa nè. Dịch trong game á nó cái kiểu đơn giản như con cái phần mềm này nó có, là khi anh em nhấn phím nó mới dịch. Thì ví dụ như anh em đang chơi game á, mà cái đoạn hội thoại nó xảy ra liên tục, anh em lười nhấn phím quá muốn cho nó dịch tự động đồng bộ hết, thì bây giờ anh em phải kết hợp nó với phần mềm thứ ba là cái phần mềm Auto Hotkey Senior Tab dưới rồi. Thì tôi đã thử nghiên cứu nó với cái Auto Hotkey rồi đây, thì cũng chả có kết quả gì hết. Anh em biết Auto Hotkey chưa? Chưa biết tôi giới thiệu luôn. Auto Hotkey là cái phần mềm cho tự động làm việc, mà nó tự động gửi mấy phím tắt tín hiệu thôi, nói chung là nó làm mấy cái việc đơn giản như là gửi phím chuột cho mình, quản lý mấy cái đó. Thì nói chung anh em không biết cái này, anh em chỉ lên tải cho nó về và cài đặt nếu muốn dùng cái chức năng dịch tự động. Thì cái bước mà tải và cài đặt thì tôi sẽ không nói nữa, cái đó đơn giản quá rồi, cứ tải phần mềm về nét nét cài đặt phim này thôi, nhớ đừng có chọn vô ba cái quảng cáo bậy bạ được. Thì tôi cũng lên con chat GPT viết, thì tôi không biết Auto Hotkey nha, tôi chỉ biết phần mềm nó làm được những gì thôi chứ tôi không có biết code của nó, nên tôi lên có hỏi con chat GPT nè. Để tôi dùng lên cho anh em dễ đọc. Thì đầu tiên tôi hỏi nó là biết xài Auto Hotkey không, thì nó tất nhiên là cái con này nó biết rồi đó, nó biết. Thì tôi kêu nó viết thử cái tổ hợp phím Alt cộng V, thực ra là tôi đổi nó qua chữ M rồi, thì tức là cho nó viết cái lệnh tự động nhấn cái tổ hợp phím Alt M sau mỗi 3 giây đó. Thì nó cho tôi cái đoạn mã nữa, thì cái đoạn mã này nó thiếu cái dòng lập lớp đó, bây giờ tôi mới kêu nó viết đầy đủ cái dòng lập lớp luôn, thì nó viết ra như vậy. Thì đây tôi đã chạy nó thành công, đây là nó ra cái lệnh này đó, đó đây. Thì khi tôi nhấn vô cái mà này nó chạy á, chạy cùng lúc với cái phần mềm mà cấp tu test á, thì sau mỗi 3 giây đó, thì sau mỗi 3 giây nè thì nó sẽ tự động bắt cái chữ trong cái vùng đó nó dịch một lần, nên tôi chả cần bấm cái gì cả, cứ mỗi 3 giây thì cái khung chữ ở đây nó tự động cáp và tự động dịch, nó gọi là tự động quá đó. Thì còn một bước nữa, nếu như trong cái trường hợp mà mỗi 3 giây nó dậy hoài phiền quá, anh em muốn nhấn nó F5 để nó ngừng, F6 để nó ngừng, để nó tiếp tục đó, thì anh em sẽ thêm cái lệnh nữa. Bây giờ đó, bây giờ tôi bắt nó viết thêm cái lệnh F5 để chạy lệnh F6 đi ngừng lệnh nè.
Tức là khi tôi viết F5 á, thì khi tôi nhấn F5 cho bàn phím mà lúc nó đang dịch á, thì nó sẽ không tự động dịch nữa. Khi nào tôi muốn dịch tôi nhấn F6 thì cứ mỗi 3 giây nó sẽ bắt cáp chữ nó dịch 1 lần. Thì anh em dùng cái lệnh này. Tôi kêu nó viết thì tôi cứ dán vô dùng thôi. Nó viết lần đầu là lỗi, tôi báo lỗi cho nó. Nó viết lần đầu bị lỗi nè, tôi báo lỗi cho nó thì nó đã sửa lại và chạy thành công. Là nó ra cái lệnh bên đây của tôi đây. Đó. Bây giờ mỗi lần tôi là mở cái cáp tool test này, tôi quét cái khối xong thì tôi cho chạy cái lệnh thứ hai. Cái lệnh tôi viết là cáp tool hai test nè, phiên bản 2 nè, là nó sẽ tự động dịch sau mỗi 3 giây cái khung chữ này. Tôi nhấn F5 á, thì nó tự động chạy luôn. Còn khi nào không muốn nó dịch nữa thì tôi nhấn F6 cho tự động ngừng. Nếu lệnh đang chạy thì tạm ngừng lệnh nè. Khi nhấn F6 đổ hộp phím nè. Thì chỉ cần biết sơ sơ đọc code thì tự hiểu thôi, chứ mà cái code con AutoHotkey này tôi chả biết, tôi do con ChatGPT nó viết thôi. Thì tiếp tục thì mở lại thử game nãy ha. Thì khi tôi bật cái này lên, tôi chọn cái dùng cho nó dịch rồi, tôi chỉ việc nhấn nút F5 thôi là tự động chạy, nó tự động dịch luôn. Nhanh lên, ấy yếu quá, anh em thông cảm đấy, nhà nghèo mà. Thì trải nghiệm game tốt nhất là khi sử dụng tai nghe. Bây giờ tôi quét lại dùng nữa nha, hai cái phím tắt đầu tiên chọn một dùng đó thì nó sẽ dịch. Rồi bây giờ tôi cho nó tự động chạy thì tôi sẽ chạy cái lệnh này đó, thì sau mỗi 3 giây nó tự động dịch thôi, chứ tôi cũng chả có làm gì nữa. Hiện tại thì nó đơ đơ sao tôi cũng chả biết nữa. Có khi là tôi chạy chồng hai lệnh này, tôi chạy chồng hai lệnh này, anh em đợi tí. Để tôi quét khói lại. Đó. Tôi mới tắt đơn cái lệnh nãy đang chạy cái quên. Thì bây giờ tôi chỉ việc là nét cái đoạn hội thoại thôi. Còn lại là sau mỗi 3 giây nữa tự cắt chữ nó dịch qua đây 1 lần. Thì tùy con game anh chơi, em chơi mà cái đoạn hồi thoại nó nhanh hay chậm anh em có thể setting cái phần này. Bây giờ là tự dịch rồi đó, thì lúc mà chữ đang chạy nó lại cáp nó dịch thì nó dịch chưa đầy đủ. Nhưng mà nó tự động như gì thì nó hơi ngốn gam tiếng à, anh em thấy là canh đó cái gì nó dịch cái gì nè, không lên chuyện tin xấu gì nãy đó. Thì nếu như cái chứ mà anh em cảm thấy cái máy mình nó giật nó yếu quá thì tốt nhất là nên dịch bằng tay đi, đừng để nó chạy tự động như vậy. Nó chạy tự động như vậy thì nó ăn hơi nhiều tài nguyên con CPU một tí. Mấy cái code này chạy trực tiếp trên CPU nha. Thì bây giờ tôi chả bấm gì hết, tôi chỉ chuyên chơi game bình thường thôi. Nó tự bắt cái chữ là nó tự dịch. Mấy cái đó thì giờ tôi cũng không còn nữa. Rồi, tạm thời vậy thôi ha. Tôi sẽ nhấn F6 để nó ngừng lại. Giờ tắt nó luôn đi. Nó vẫn hiện lên rồi. Thoát game đi. Đây. Thì đây là khi thoát game, thoát cái luôn mà không cần nó tự động chạy nữa thì có tổ hợp phím là cần cho hết kép nè. Nhấn cần cho hết kép đã tắt luôn. Nó tắt luôn cái gíp này. Còn anh em nào muốn dịch lại thì cứ quét khói chọn nó. Rồi chạy cái lệnh này thôi. Anh em sau khi cài đặt cái auto hotkey á, thì anh em dán cái zip này vô một cái file nó test bất kỳ. Ví dụ ở đây tôi dùng Notepad đây, đó. Anh em dán cái lệnh này vô bất kỳ, anh em dọn file save. Thì lưu lại ở đâu á, thì như tôi lưu ở trong này nè. Khi nào muốn chạy thì nó lại chạy thôi. Thì như tôi lưu ở đây nè, nó chạy thôi nè. Khi nào muốn mà nó tự động dịch thì anh em nhấp vào nó chạy. Thì trong cái lệnh này anh em có cái gì, anh em chỉ quan tâm duy nhất là cái dòng này thôi. Đó. Như tôi đang dùng đặt cái phím tắt là tổ hợp phím Alt Left M. Rồi, đây. Như tôi đang đặt cái phím tắt keycap là Alt Left M nên tôi sẽ viết cái lệnh nó xem input ở đây là Alt Left M. Còn như anh em đổi cái phím khác đó, thì anh em vừa kêu con bot nó viết lại phím khác. Đây. Ví dụ anh em xài nút Ctrl đi, Ctrl cộng Shift cộng N thôi cộng Y đi, ví dụ cộng K đi,
Ví dụ anh em mà muốn đổi cái file gì anh em, như nãy tôi dùng là Ctrl V nè, nhưng mà sau này tôi thấy nó hơi bất tiện nên tôi đổi qua Ctrl M, Ctrl M. Thì bây giờ anh em muốn cái dùng nào á, dùng cái phím nào thì cứ vô con hỏi con chat GPT. Thì cái này là đó. Đó, thì anh em là cái này là đó. Cần vô shift K thì nó sẽ hiện ra cái này. Rồi được rồi, không cần nói nhiều ở đâu. Tốt đi. Đó. Thì anh em dễ dán nó vô cái đoạn này là xong. Thì cái gif này tí nữa tôi sẽ để cái link nó dưới video luôn. Anh em nào muốn nó tự động dịch đó, thì tải gif này. Còn không thôi thì cứ dịch tay thì chỉ cần nhấn phím là anh lấy mờ dịch được. Thì nói chung cái đoạn gif này thì sau 3 giây nó sẽ tự động nhấn cái phím anh lấy mờ cho anh em. Để anh em tự dịch, đỡ lười nhấn á. Nói chung là dành cho dân lười hơn tí á. Thì nhấn F5 là nó sẽ tự chạy, nâng cái đoạn đầu tiên thì nó vậy thôi. Sau 3 giây thì nó sẽ nhấn anh lấy mờ. Thì nâng cấp lên tí thì nhấn F5 thì nó tự chạy. F5 là nếu lệnh đen không chạy nó sẽ chạy. Còn nhấn F6 nếu lệnh đang dậy nó sẽ ngừng lại. Thì khi nào anh em muốn dịch thì anh em nhấn F5 bằng phím là dịch. Còn là nhấn F6 thì nó ngừng dịch. Thì tất nhiên mấy nút này anh em vẫn có thể đổi. Anh em chỉ cần nói với con bot thì nó viết code cho anh em thôi. Cái auto hotkey này thì hồi xưa là tôi viết để chơi mấy con game như Gió Lâm. Nhưng mà sau này lâu quá rồi quên rồi. Mấy cái dạng web game mà game auto nữa. Thì dùng con này nó viết rất là hay. Bây giờ có con bot này anh em chỉ việc mà nhả chữ ra cho nó viết thôi. Nhưng nó viết lỗi thì anh em cứ quăng cái lỗi lên báo cho nó thì nó sẽ viết lại. Đây. Lúc đầu nó viết cho tôi là nó để cái hàm, cái hàm dạy này trước. Đó. Nhấn cái hàm trước rồi nó mới sẽ thật. Thì sau khi vứt cái lỗi lên đó thì nó sẽ sửa lại. Đó. Nó sẽ đưa cái hàm này lên trước nè. Đây. Đây vậy anh em nào muốn đổi cái phím tắt, cái này là tên hàm đó nè, Fetch Alternate cộng V á, là cái tên hàm thôi, anh em không quan tâm, anh em quan tâm là cái nút của cái hàm đó. Đó thì cái này là nút Alternate V, thì như anh em tác dụng nó thì tôi đã mua lửa nãy giờ rồi, giờ tôi sẽ quăng cái code này lên, chưa biết quăng lên đâu, thì chắc tôi quăng lên cái GitHub. Tôi sẽ quăng lên cái GitHub luôn. Để anh em đợi tôi cấp quyền để sau này quăng cho nó nhanh. Rồi. Trên này. Rồi ok. Bây giờ copy cái code. Cho nó lấy tù. Watch. Rồi tôi chưa đăng nhập. Đó. Thì bây giờ anh em nào mà muốn cho nó dậy tự động thì cứ lên lấy cái code của tôi về là gửi thôi. Tôi thử cái này mở ẩn danh nó chạy không. Đó, mở ẩn danh thì nó vẫn đọc được nha. Thì tức là tôi sẽ nó tự động set public lịch cho cái này luôn đó. Anh em nào muốn gip nó tự động chạy do cái tự động dịch đó, thì anh em xài. Còn anh em nào lười á, không muốn gip tùm lum cho nó thì cứ nhấn là cái tổ hợp phím tắt ở dòng thứ hai là thôi. Mỗi lần muốn dịch thì nhấn cái tổ hợp phím tắt dòng thứ hai, mỗi lần muốn cái khung dịch nó chỗ khác thì nhấn phím tắt dòng thứ nhất, thì cứ đơn giản vậy được rồi. Cái phần mềm này nó được cái miễn phí thôi, mấy cái kia tôi cũng có tìm hiểu nhưng mà nó lại thu phí theo cái số lần dịch, tức là nó trả phí qua cái API của mà mấy thằng Google trên hay mấy cái dịch vụ dịch thực á, thành ra nó hơi là phức tạp chứ mà tốn nhiều bước một tí. Thì nói chung hàng này đơn giản nhất rồi nên tôi sẽ dùng này luôn. Thì đây cũng mấy lần cài đặt thử nghiệm đầu tiên thôi, hướng dẫn hơi lan man lu bu tí, anh em không biết cái nào thì cứ comment nó dưới, comment chứ lâu lâu tôi mới đọc thôi chứ cũng không đọc nữa. Thì đây là hai cái lệnh này thì không có lệnh tạm dừng gì hết, cứ chạy về đầu đến cuối mỗi 3 giây nó dịch một lần, thì kể tiếng lên ra cái lệnh này, nhấn F5 thì nó dịch, F6 thì nó ngừng. Và tôi cũng đã up lên cái GitHub luôn á, thì anh em nào muốn lấy thì sẽ nên vô cái lấy cái link này copy cái là được. Thì tí nữa tôi để dưới luôn. Có đổi được cái tên này là không? Đây. Auto hotkey. ATH. Cộng với.
Gáp tu. Gáp tu gì quên tiêu rồi. Gáp tu test. Nút 5, nút 6. Cái nút là Ctrl S, Alt T, Ctrl V. Cũng là M chứ. Ctrl S là M. Đó. Thì anh em nào muốn sử dụng cái phím tắt khác là nó trùng với những cái khác của anh em á, anh em đổi qua này. Nhớ chữ viết thường nha. Chữ viết qua là nó sẽ dùng cái lệnh khác đó. Anh em có thể đổi với chữ M này được không? Còn cái này là cái dòng thời gian dịch. 3000 là 3 giây nha. Còn cái này đổi 3000 á. 3000 bằng 3 giây. Cái này là internet đồng mà. Thêm chỉ nhớ vô nữa. Đó. Rồi tôi sẽ update cái anh em nào muốn thì cứ vô đây lấy thôi. Cái link thì tí nữa tôi vứt ở dưới. Thì nói cái git thốt này thì ngày mai tôi giới thiệu, ngày mai mốt gì tôi giới thiệu cho anh em luôn. Mới dựng cái trang nè. Có HTTPS luôn nha. Đó. Thì mới dựng cái trang này cũng không qua thằng git thốt này luôn. Tất cả đều miễn phí hết. Anh em có thể tạo được một cái trang như thế này luôn. Tất cả miễn phí, có thể dùng cho doanh nghiệp hoặc là cá nhân, cái này là cá nhân thôi. Như công ty tôi thì bên đây cái logo công ty, bên đây là cái phòng kế toán, bên đây là chăm sóc khách hàng hay kỹ thuật gì đó. Dưới này mấy cái tài khoản của công ty, thay mấy cái tài khoản này thành cái khác cũng được. Ví dụ như là muốn tư vấn cái mảng dịch vụ gì bước vô đây. Thì cái này nó chỉ chạy HTML thôi, không cần phải qua mấy cái nền tảng khác như PHP, gì, Java gì hết. PHP là mấy cái khác vậy, nên nó chạy load rất là nhanh, rất là nhẹ. Thì anh em có thể là tạo được nguyên cái này được hoàn toàn miễn phí rồi đến cuối luôn, không tốn tiền hosting hay là tên miền gì hết. Muốn có một cái tên miền thì anh em cứ mua cái tên miền cho về, còn không muốn thì thôi, không muốn thì xài của thằng Gitpost đây, không muốn thì xài của thằng Gitpost như thôi nè, thì nó tự động trả về đây rồi đó. Thì bữa nào rảnh gói làm luôn. Còn cái upload hồi nãy thì mới có vừa có anh em hỏi thì đã có cái video tôi nói gì nói rồi. Anh em đợi tới tôi giới thiệu luôn. Yeah, attention. Thì đây. Tự khá nhiều. Đợt chơi trước. Thử được chơi trước. Đi chơi trên. Thì trong cái lúc tôi giới thiệu mấy cái attention của Gom á, có giới thiệu. Trong lúc tôi giới thiệu cái attention Gom á, đây nè. Một số về cái attention Gom nè. Thì tôi cũng giới thiệu cái xe này rồi, anh em có thể upload up mà load thoải mái luôn. Như nãy là tôi upload cái đoạn nhân bản này lên á. Như anh em muốn upload up mà load tấm hình này lên thì lấy liền luôn nha. Mình tôi sẽ nhấn F9 nè, cần vô F9 thì tôi quét cái dùng mà anh em chọn với chụp hình. Cái này là tự bắt vô mấy cái khung. Đây ví dụ tôi chụp luôn cái này đây, đó. Thì nó sẽ lưu một cái vào bộ nhớ tạm, lưu vào bộ nhớ tạm rồi thì nó tự động up lên luôn nè, đó. Nó tự động up thì trả về cái link cho anh em luôn. Như anh em thấy đó, rất là nhanh gọn kỹ thuật đó. Thì tương tự thì anh em muốn quét khói để chụp cũng được, không cần mà theo nó. Nè, muốn quét khói để chụp đó. Thì chụp xong nó sẽ lưu vô bộ nhớ tạm. Anh em muốn nó up luôn cũng được, không cần lưu vô bộ nhớ tạm hay là làm gì cũng được đó. Anh em có thể faster cái dán đâu cũng được. Còn up luôn thì tôi sẽ dùng tổ hợp phím gần cho anh lấy luôn. Đến up. Bây giờ nó đang up rồi đó, đợi tí xíu nó trả về. Rồi đây, nó trả về đây. Nó tự mở ra luôn, nó tự rút gọn link cho anh em luôn. Đây, nó tự rút gọn link cái hình link bit.ly luôn nè. Thì đó, chức năng của phần mềm CX nó rất là gọn. Tốn tài nguyên quá ta, tự nhiên up tấm hình gần 4K lên đây cho tốn vài mê trong tài khoản thôi. Thì tôi cũng đã có giới thiệu về nó trong video này rồi. Anh em muốn thì có thể thử qua. Nhưng mà CX đâu ta? Đây, tôi để cho anh em. Đây, bấm vô thiết lập tác dụng nè, thiết lập phím tắt nè. Thì cái phần này nó rất là phức tạp, cần cho anh LSU là nó sẽ upload nè. Như cái tấm hình này tôi mới chụp nãy đâu phải không, nó lưu vô đây nè. Anh em có thể chỉnh nó lấy bộ nhớ tạm thôi cũng được, nó lưu vô trong máy vị trí nào cũng được. Còn phải upload lên luôn cũng được. Giờ nhấn cần cho anh LSU nè, đó. Đầu đầu nút đắt lên, nút lót lên mạng đó, đó. Nó sẽ dùng cái API của thằng AMG luôn. Anh em có thể là upload nhanh tấm ảnh lên đó.
Thì tương tự cái độ nhân bản Thì anh cũng em nào muốn tìm hiểu sâu cái phần mềm này hay mấy extension khác thì vô cái video này của tôi. Đấy, lên kênh tôi gõ cái từ phát này extension gom nữa rồi. Rồi, bây giờ hướng dẫn cái dịch thuật gì được rồi. Anh em nào có thắc mắc hay là lỗi gì thì cứ để dưới. Lỗi thì chắc tôi chả fix được đâu. Tại vì tôi có biết AD Hockey này là cái gì đâu. Tôi chỉ biết con bot nó làm cho tôi thôi. Thì có lỗi gì cứ báo con bot nó sẽ sửa. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Thì tôi mới vừa làm lộ cái mà mã nãy rồi. Cái mã cấp quyền nãy rồi, nên chắc tôi sửa luôn. Chứ để anh em can thiệp vô tài khoản tôi là mất công lắm. Thiết lập, cái nãy rồi thiết lập cái gì đó. Không. Không luôn. Rồi để tí rồi sao. Rồi ok bye bye, hello anh em.